Chào các con, chúng ta sẽ cùng đến với bài học lựa chọn quần áo trang phục phù hợp. Trang phục rất quan trọng đối với mỗi người các con ạ. Trang phục không chỉ thể hiện vẻ đẹp, cá tính của mỗi người, nó còn thể hiện sự tôn trọng của chính bản thân mình đối với mọi người xung quanh đấy. Mặc trang phục như thế nào là phù hợp? Chúng ta sẽ cùng đến với bài học ngày hôm nay để cùng tìm hiểu và thực hiện nhé! Trong bức tranh này, các con có biết cô giáo và các bạn đang đi ở đâu không? À, mọi người đang tới thăm Lăng Bác đấy! Lăng Bác là nơi tôn nghiêm, là nơi yên nghỉ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, chúng ta thấy trang phục của cô giáo cả các bạn khi đến đây như thế nào? Cô giáo đang mặc gì vậy? À, cô giáo đang mặc áo dài, một trang phục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Bạn gái nhỏ cũng mặc cho mình một chiếc áo dài màu hồng rất đẹp đấy. Còn bạn trai thì mặc áo sơ mi, quần dài, đi giày vô cùng nghiêm túc và rất đẹp, rất phù hợp khi tới thăm Lăng Bác các con ạ. Như vậy, khi chúng ta đến những nơi trang trọng thì các con cũng nên lựa chọn những bộ trang phục sao cho thật phù hợp các con nhé. Cô đố các con biết bức ảnh này đang vẽ ở đâu vậy? Đúng rồi, đây là trường mầm non đấy. Chúng ta cùng để ý xem gia đình của bạn gái và gia đình của bạn trai đã mặc những trang phục như nào khi đến trường mầm non. Chúng ta đến với gia đình của bạn gái trước nhé. À, mẹ và bạn gái mặc một bộ trang phục rất là đẹp. Đó là những chiếc váy, đi giày, đeo nơ và mang theo túi sách. Rất là lịch sự phải không các con? Khi tới trường, mẹ và bạn gái đã tìm cho mình những trang phục rất là phù hợp đấy các con ạ. Còn gia đình nhà bé trai thì sao nào? Bố và con thì đều mặc áo ba lỗ, lại còn cả quần đùi, đi dép tông. Như vậy, trang phục này có phù hợp khi đến trường học không? Vậy sẽ phù hợp khi ở đâu nào? À, chỉ phù hợp khi ở nhà thôi các con ạ. Còn khi tới trường hoặc đi ra ngoài đường, chúng ta không nên mặc áo may ô, quần đùi hay đi dép tông. Một trang phục ở trông không đẹp chút nào khi tới trường học phải không các con? Còn bức tranh này, vẽ cảnh các bạn đang ở đâu thế? Đúng rồi, đây là ở Tháp Rùa đấy. Các bạn nhỏ đang cùng với mẹ đi ngắm cảnh, đi chơi ở Tháp Rùa. Chúng mình thấy trang phục của các bạn như thế nào? À, chúng mình để ý này, khi đi chơi xa thường mọi người sẽ đi giày hoặc đi xăng đan. Các bạn nhỏ đã đi xăng đan rất là chắc chắn để không bị tuột rơi này. Đi ngoài nắng các bạn còn mang theo mũ nữa các con ạ. À, để che nắng đúng không? Các bạn cũng mặc những trang phục là áo phông, quần sóc sao cho phù hợp với buổi tham quan của mình. Chúng ta thấy là trang phục của cả người lớn và các bạn nhỏ đều rất là gọn gàng, thanh lịch, rất là đẹp, phù hợp với nơi mà các bạn đang tới để tham quan đấy. À, tiếp theo chúng ta thấy đây là bức tranh gì nào? Cô sẽ đọc giúp các con nhé. Con thích mặc áo khoác này cơ. Mặc áo khoác à? Nhưng chúng mình chú ý một chút ở phía cửa sổ nhé. Chúng mình nhìn thấy gì ở cửa sổ không? Đúng rồi, mặt trời rất là chói chang đấy. Như vậy, nếu mặt trời nắng như vậy thì các con đoán là thời tiết như thế nào? À, rất là nóng. Đúng rồi, rất là nóng và có thể đây đang là mùa hè. À, và chúng ta thấy là mẹ bạn gái thì đang mặc gì nhỉ? À, mặc một chiếc áo cộc tay. Nhưng mà bạn gái trong bức tranh lại đòi mẹ là cho mình mặc một chiếc áo khoác mùa đông. Thì theo các con là với một thời tiết như vậy mà mặc chiếc áo khoác mùa đông thì có phù hợp hay không? Đúng rồi, không thể phù hợp được các con ạ.
chúng ta không thể mặc quần áo theo cái ý thích của mình. Mặc quần áo còn phải theo hoàn cảnh, theo thời tiết, nơi mình đến, để làm sao mình lựa chọn được cái trang phục thật phù hợp. Bạn nhỏ trong bức tranh ngày hôm nay lại yêu cầu mẹ mặc một chiếc áo khoác mùa đông, như vậy là chưa đúng, chưa phù hợp với thời tiết. Và bây giờ thì cô mời các con hãy gắn mặt cười mặt mếu vào các hành vi đúng và không đúng qua các bức tranh chúng ta vừa học nhé. Bức tranh thứ nhất, các bạn và cô giáo có trang phục rất chỉnh tề, nơi tôn nghiêm. Bức tranh thứ hai, khi đi chơi thì trang phục lựa chọn rất thoải mái và phù hợp. Bức tranh thứ ba, gia đình nhà bạn trai đã mặc trang phục không phù hợp với nơi mình đến, đó là trường mầm non. Trang phục bức ảnh thứ tư là bạn nhỏ đã đòi hỏi mặc trang phục không phù hợp với thời tiết. Chúng ta sẽ gắn mặt cười và mặt mếu sao cho phù hợp với mỗi bức tranh. Bức tranh thứ nhất, các con sẽ gắn mặt gì nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ gắn mặt cười vì cô giáo và các bạn đã sử dụng trang phục rất phù hợp. Bức tranh thứ hai cũng gắn mặt cười vì cô giáo, các bạn cũng như mọi người đã lựa chọn cho mình những trang phục rất phù hợp, thoải mái khi đi tham quan dã ngoại. Bức tranh thứ ba là mặt mếu vì gia đình của bạn trai đã mặc trang phục không phù hợp khi đến nơi là trường mẫu giáo đấy. Bức tranh thứ tư chúng ta cũng gắn mặt mếu vì bạn nhỏ đã đòi hỏi mẹ mặc một chiếc áo mùa đông trong khi thời tiết rất là nóng nực, không phù hợp một chút nào cả. Chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi bé nào giỏi. Các con hãy khoanh tròn vào các loại trang phục mùa hè giúp cô nhé. Chúng ta có áo sơ mi, áo ba lỗ, áo phông, áo khoác và quần cộc. Theo các con, đâu là trang phục mùa hè nào? Áo phông, đúng rồi. Áo sơ mi, áo ba lỗ, quần sóc, rất chính xác đấy các con ạ. Còn bây giờ, các con hãy giúp cô khoanh tròn vào các trang phục mùa đông. Chúng ta có tất là áo sơ mi, găng tay, áo khoác và mũ len. Vậy đâu là những trang phục mùa đông? Áo khoác, đúng rồi. Găng tay, tất, mũ. Rất là giỏi đấy. Xin chúc mừng tất cả các con. Bây giờ cô mời các con hãy cùng với cô tham gia một trò chơi. Chúng ta sẽ giúp cô gập những trang phục mùa hè để một bên và gập những trang phục mùa đông để sang một bên nhé. Bài học đến đây là hết rồi. Các con hãy đăng ký kênh YouTube Thư viện Mầm Non để đón xem các video hướng dẫn kỹ năng thực hành nếp sống thanh lịch văn minh các con nhé.